Thưa quý vị, thưa các bạn, trong năm 2017, xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đã đạt 8 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,2% so với năm 2016 và về đích trước kế hoạch 3 năm. Với kim ngạch như trên, đồ gỗ đã trở thành hàng xuất khẩu đứng thứ 6 của Việt Nam, chiếm 6% thị trường đồ gỗ trên thế giới, thứ 2 ở châu Á và số 1 ở khu vực ASEAN. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi về thị trường, ngành gỗ hiện nay cũng đứng trước thách thức lớn, phải không ngừng nâng cao chất lượng và sản phẩm để cạnh tranh. Gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam hiện đang được xuất khẩu sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Hoa Kỳ là thị trường chủ yếu, chiếm 43% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 3,27 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017, tăng 15,7% so với năm 2016. Đối với các thị trường EU, trong nhiều năm nay, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường này chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này, đạt khoảng 600 đến 700 triệu đô la Mỹ một năm. Năm 2017 thì ngành gỗ Việt Nam đạt xuất khẩu lâm sản nói chung là 8 tỷ. Trong đó là gỗ và sản phẩm gỗ là đạt 7 tỷ 7, trên 300 triệu là từ song mây che trúc và các loại lâm sản khác, coi như là 8 tỷ lâm sản nói chung. Các sản phẩm xuất khẩu năm nay nó có thay đổi rất mạnh. Trước hết là cái bàn ghế nội thất tăng lên rất cao. Cái thứ hai đáng mừng nữa là cái sắt, các sản phẩm ván nhân tạo các loại, ví dụ MDF, ví dụ ván ghép thanh, ví dụ gỗ dán tăng lên rất cao. Đấy là hai cái mới của cái năm 2017, nó là như vậy. Mặc dù thị trường xuất khẩu khởi sắc, song doanh nghiệp ngành gỗ đang phải đối diện với vấn đề thâm hụt lao động và thiếu lao động trình độ cao, lao động lành nghề. Để giải quyết bài toán này, năm 2018 và các năm tới, doanh nghiệp trong ngành phải tính toán đổi mới trang thiết bị, công nghệ sản xuất để giải quyết bài toán năng suất và nguồn nhân lực, đồng thời giúp ổn định chất lượng sản phẩm. Và chúng ta chủ động đi trồng rừng, mục tiêu là phát triển vườn gỗ lớn để tạo ra cái chuỗi sản phẩm mà gỗ lớn để chế biến. Các doanh nghiệp dâm gỗ trong nước nên có một cái định hướng chung để làm sao cho các cái doanh nghiệp các nước khác nhập khẩu cái dâm gỗ của mình không bị chèn ép, làm cái giá trị mình thấp xuống, là tôi nghĩ đó là một biện pháp cần thiết phải thực hiện. Mặc dù ngành chế biến gỗ nước ta đang trên đà tăng trưởng cả về lượng và chất, nhưng ngành có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn do những thay đổi tại các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là 4 thị trường quan trọng nhất của Việt Nam gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tại các thị trường lớn này thì các doanh nghiệp gỗ của Việt Nam vấp phải những chính sách bảo hộ mậu dịch dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm nội địa, đồng thời phải bảo đảm các tiêu chí trong chính sách quản trị tài nguyên khá nghiêm khắc. Tỷ giá thì càng ngày càng tăng lên, mà các doanh nghiệp nhập khẩu thì bằng đồng ngoại tệ, nhưng mà lại bán ra bằng đồng Việt Nam đồng, nên là nhiều doanh nghiệp ảnh hưởng rất là lớn về cái giá đầu vào. Và cái thị trường nội địa thì chưa thích nghi kịp. Cái khó khăn nữa là cái khó khăn về cái chính sách của Việt Nam, các cái thông tư rồi văn bản chưa rõ ràng về cái nguồn gốc rồi thời gian kịp thời cung cấp đến doanh nghiệp. Để ngành chế biến xuất khẩu gỗ đạt được những mục tiêu đề ra và phát triển một cách bền vững trong tương lai, cần có những giải pháp hợp lý trong việc cân đối cung, cầu, nguyên liệu từ nguồn nhập khẩu, khai thác trong nước và xuất khẩu, giữa thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu. Các doanh nghiệp cần tạo sự liên kết mạnh mẽ với nhau nhằm chia sẻ thông tin, hạn chế những rủi ro về mặt pháp lý có thể xảy ra. Đồng thời cần có một chiến lược với sự đồng thuận cao của các bên liên quan, dựa trên các ưu tiên thống nhất, có tính toán đến các thay đổi trong nhiều mặt của thị trường.